Vâng, xin chào bác, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại kênh Quyết Audio. Ngày hôm qua có quay và giới thiệu cho bác anh em một mẫu van cơ lai xoáy sử dụng công nghệ bóng đèn đúng không ạ? Mẫu LS Acoustic D55 Ultra. Thì rất nhiều anh em có yêu cầu là có test thử. Đấy, test thử thực tế luôn chất âm của em van này. Và cũng có bác đang yêu cầu nắp cái combo thêm mic nữa. Thì đây, em lựa chọn một mẫu mic rất quen thuộc của bác anh em. Thì mic rất nhẹ nhàng. Mẫu mic JB ProSound S850 mặt trắng gương đây. Và bây giờ thì em sẽ test thử cái combo cho bác anh em. Một combo có trị giá 3,5 triệu đồng thôi. 3,5 triệu đồng đầy đủ giấy rắc cho bác anh em, báo ship về tận nhà cho anh em luôn nhé. Và tất nhiên thì anh em có thể chọn riêng này từng em với vang riêng hay là mic riêng đều được các bác nhé. Anh em có nhu cầu về bộ dàn âm thanh karaoke nhỉ, hay là các bác anh em có nhu cầu riêng biệt về những mẫu vang, mẫu mic không dây nâng tiếng hay bất kỳ sản phẩm đồ âm thanh karaoke nào cả thì các bác nên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em. Và bây giờ chúng ta không để cho các bác anh em chờ đợi lâu nữa, em sẽ hát thử đoạn karaoke, test thử chất âm của em vang cơ lai số D55 Ultra công nghệ bóng đèn kết hợp cùng với mic không dây JB ProSound S850. Và anh em đang xem video thì đừng quên ủng hộ cho em một like nhé.